Giới tiên tri nhận định tuổi Tuất tháng 6 năm 2022 đến thời thoát khổ do đất đố đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và như ý. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Tuất đa số có đời sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có rất nhiều những ước mơ, hoài bão, ý chí của họ rất lớn, không ngại khó khăn gian khổ. Và về sau thì có thể nói rằng họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 6, âm lịch năm 2022 Nhâm Dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Tuất có vận trình hung cát đan xen, nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 6 năm 2022 Nhâm Dần này vẫn sẽ có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, từ đó vận trình công việc được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Và để cho quý vị có thể nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi gia chủ tuổi Tuất tháng 6 năm 2022 âm lịch, trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều nhưng cũng không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này, nếu có dự định mở rộng kinh doanh làm ăn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người làm kinh doanh buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù là người lớn tuổi hơn giúp đỡ nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét phương diện tài lộc trong tháng này không có nhiều tín hiệu tốt, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống và khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng này khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luôn chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có ý định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc, sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng, nếu vẫn cố tình làm sẽ gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có. Tiền bạc cũng vì vậy mà hao tốn, không thu hồi được vốn, tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Tuất trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, dẫn tới giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Tuất tháng 6 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý tới vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ thống tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh.
Dù là nam hay nữ mạng tuổi Tuất cũng không nên khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang những tháng giữa năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Tuất nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tím cho những người tuổi này. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Do đào hoa mạnh nên những người đã có gia đình cần chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo rất dễ dẫn tới chia ly. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Gia chủ Giáp Tuất đa phần đều đã ra trường được vài năm, có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ dàng tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Với người tuổi Nhâm Tuất tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới. Dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, trong khi đó người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, sự cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi. Đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Bước sang tháng 6 âm lịch, người tuổi Canh Tuất hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình thì cuối cùng bạn vẫn cần giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Mậu Tuất vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng, giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ thì nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất.
Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trong chương trình.